Cô Huệ 50 tuổi, buồn rầu vì da dùng chảy xệ, tự ti vì da hơn bạn cùng tuổi. Liệu công nghệ tại BB Thanh Mai có giúp cô lấy lại tự tin? Cùng xem ngay kết quả. Thật là bất ngờ luôn á. Em cũng không ngờ là chỉ sau 60 phút thôi mà nhìn vô là coi như hoàn toàn là một người mới luôn á. Nó trẻ đẹp hẳn ra luôn. Chị thấy nó săn chắc không? Giống như là gì nè. Cái này không phải nó quá mà trẻ hơn cái 10 tuổi luôn á. Hay quá, mày mừng ghê. Mà thực ra chị thấy không, cái này nó chỉ mới có đạt hiệu quả từ 10-20% thôi. Đến tháng thứ 3, tháng thứ 6 là nó sẽ đạt đỉnh điểm ở 100%. Là bởi vì collagen cần thời gian để tăng sinh. Đó, cần thời gian là chị thích chờ. Nhưng mà bây giờ chị đã đạt được như ý rồi nha, 10 tuổi rồi nha. Đến 6 tháng sau tầm 20 tuổi đó. Bắt đầu giống như hả? Mình bị chảy xệ rồi hả, cái nếp nhăn nó làm cho mình già đi á. Em rất là tự ti, giống như hả, mỗi lần mà đi ra đường á, gặp bạn bè hay là đi gặp khách hàng gì á, giống như bạn bè mình á, lúc nào thấy cũng trẻ đẹp tươi phơi phới vậy á, còn mình á thấy già cái mình mất tự tin liền. Đó, nhiều thứ giống như hả, đi đâu cái lòng mình toàn là lấy lý do cái để mình khỏi gặp. Còn bây giờ nó thiệt bây giờ thoải mái á chị ha, tự tin. Thì nhân tiện đây á, thì mình đã đẹp rồi thì mình muốn khuyên là những chị em phụ nữ chúng mình á, thì hãy tự tin cho mình một cái vẻ đẹp sáng sủa đẹp hơn để mọi chuyện đều thành công hơn. Tại vì cũng giống như mình nè, ban đầu mình đến với BB Thanh Mai á thì mình cũng lo lắng, nhưng mà bây giờ hoàn toàn coi như hoàn toàn lấy lại được một cái gương mặt sáng đẹp. Mà ở ngoài đây á, công nghệ của bên BB Thanh Mai rất là tân tiến, công nghệ gọi là đỉnh cao, không có lời xâm lấn gì hết á. Từ biển rất là yên tâm. Cảm ơn chị Thùy. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.